Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Jordan Vlog. Các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông để nhận được những video mới nhất. Thông tin tiểu sử của diễn viên Quang Sự. Quang Sự sinh vào ngày 4 tháng 12 năm 1984 là một diễn viên trẻ tiềm năng trong giới điện ảnh của Việt Nam. Anh sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2003 đến năm 2004, sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành diễn viên sân khấu điện ảnh, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Năm 2004 đến năm 2009, sinh viên trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, chuyên ngành diễn viên sân khấu điện ảnh. Sau khi tốt nghiệp khóa diễn xuất tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc năm 2009, Quang Sự trở về Việt Nam. Ngay lập tức, anh đã được nhiều nhà làm phim chú ý tới. Giữa thời kỳ phim truyền hình phát triển như nấm mọc sau mưa trên các kênh sóng giờ vàng, Quang Sự không khó để tìm kiếm cho mình những vai diễn trong các dự án phim truyền hình. Với gương mặt ưa nhìn, quá trình học tập nghiêm túc miệt mài tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc hơn 6 năm, không quá ngạc nhiên khi Quang Sự dễ dàng chiếm được thiện cảm của các nhà làm phim và khán giả. Hơn 6 năm kể từ ngày tốt nghiệp trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, Quang Sự từng tham gia khá nhiều bộ phim truyền hình như Cảnh sát hình sự, Trái tim màu xanh, Sống gương, nhưng chưa tạo được vai diễn nào đáng nhớ trong lòng khán giả. Chỉ đến khi hợp tác cùng đạo diễn Che Lê Nguyễn trong hai bộ phim điện ảnh đình đám là Bụi đời chợ lớn và Đệ hồi tính, tên tuổi Quang Sự mới dần dần được chú ý tới. Anh được Che Lê Nguyễn đánh giá là diễn viên hiếm hoi được đào tạo bài bản và có khả năng diễn xuất đa dạng.